cái địa ông ấy rồi mà vạ mà chết đi. Quan huyện nổi tiếng là thanh liêm, ai người ta cũng nói, mà bây giờ ông lại nói quan ăn đút lót thì có mà chết cả làng cái ông cả quan tổng. Huyện ấy thì hơn chục năm này không gặp, nhưng mà cái quan vợ cái thằng quan huyện ấy thì thôi, cái quan này thì thôi rồi luôn. Cái thằng quan này nó ăn từ trong, cái quan này ăn từ trong ra ngoài, ăn từ ngoài vào trong, ăn từ trên xuống dưới, ăn từ dưới lên trên. Ui giời, nó béo như con trâu chuông ấy, mà nó ăn thì thôi rồi. Ông nói ai đấy? Ui giời, toàn ăn được phủ ngũ tạng thôi. Ông nói ai? Cái con vợ, cái mụ của cái ông kia, quan huyện đấy. Ôi thế sao bao nhiêu năm ông lên Tết quan huyện mà ông không gặp quan huyện là sao? Toàn gặp bà con mẹ thôi. Ôi thế chết. Mà nó suốt ngày được kêu ôm, thế nên ông được có một tháng ôm 4 lần mình lại phải lên thăm. Mà không biết mặt bao nhiêu là dốc hết cho con đấy. Con đấy phải nói con khốn nạn, con đấy mà không ăn biết tao mới chết. Mới lại qua như vậy, con đấy mà không ăn biết tao rồi. Nó cũng tạm, nó thấu ra thì nói chung là